Hai, xin chào cả nhà mình nha. Và hôm nay thì cũng chắc anh em xem cái video này chắc hẳn anh em cũng đã biết cái dây này là dây này rồi gì rồi đúng không ạ? Thì dây này là hôm trước tôi cũng có quay video chia sẻ cho anh em rồi đó. Dây đâu đục chọi này anh em. Thì cũng có một anh nhờ đi hái. Thì tôi cũng đã hái về rồi đây. Hái về rồi bây giờ là gần như là chỉ có lạc cái lá ra và lá phơi riêng và thân thân phơi riêng và gửi cho ông anh nhờ lấy. Thì cũng anh em xem hôm trước thì cũng chắc hẳn cũng đã xem video kia rồi thì cũng đã biết cái công dụng nó rồi đúng không? Thì hôm nay cũng xin nói thêm là cái rau này khá là hay, khá là tốt khi mình ăn cái đọt non của nó anh em. Ngoài ra thì thân của nó này, thân và lá của nó này thì mình có thể là mình nấu nước, và nếu như mà mình lấy cái lá của nó nha anh em, lá này này mình nấu nước nóng ấy, mình hãm y như hãm trà đó, y như nước sôi á. Đây là cái đọt non của nó này nha anh em, đây này. Nhưng mà ấy đang nói cái ấy thì cái mình nấu nước sôi á, rồi bắt đầu mình bỏ cái nắm lá này một nắm như thế này mình bỏ vô trong cái tô hay cái son gì đó, rồi bắt đầu mình đổ nước sôi vô mình ngâm đó. Khoảng đậu khoảng tầm 10 phút 15 phút gì đó là khi nó sẽ ra ra cái nước đó, mình dùng cái nước đó mình nhúng vô trong cái khăn ấy, mình đắp lên trên da trán của các bé hoặc là người lớn gì đó cũng 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 đều được nha. Thì đắp lên trên trán là nó sẽ hạ nhiệt nha anh em. Đó. Thì cái rau này nó có công dụng là trị sốt nữa nha anh em, và duy trì tuổi thanh xuân á, là tức là gần như nó cũng gọi là nó làm trẻ trẻ hóa da làn da thì đại loại là nó như vậy, thì trong tài liệu người ta họ nói như vậy đó. Thì còn về trị sốt thì ở đây chia sẻ về trị sốt và trị nấm da nha anh em, như nấm da đầu rồi đó, anh em có thể là vừa uống vừa nấu gọi đó, vừa nấu lên anh em cứ nấu sắc cho thiệt kỹ rồi anh em vừa uống và vừa vừa tắm. Và xin lưu ý với anh em luôn là cái rau chọi này mình uống nguội nha anh em, chứ không có uống nóng nha anh em. Uống khi nó nguội á là anh em nấu xong anh em để nguội anh em uống. Đó. Nấu xong bắt đầu là để cho nó nguội rồi anh em uống nha anh em. Đó. Chứ không có uống nóng đâu. Anh em đừng có xách đi xách lại hai ba lần rồi chi cho mệt. Ví dụ như anh em bỏ một lần một nắm vô khoảng tầm 450 g gì đó, anh em nấu đổ vô 1 lít nước, nấu còn nửa lít đó, rồi anh em chia đều uống 3 lần trong ngày đó, để cho nguội uống đó. Thì đấy, tôi cũng không có nói nhiều nữa, thì tại vì rau này tôi cũng đã có chia sẻ trong kênh rồi, thì anh em tại vì ông anh cũng nhờ hái cho ảnh á, thì mình cũng hái cho ảnh đây, hái gửi cho ảnh, bây giờ chặt ra phơi khô xong cái gửi cho anh luôn. Đó. Như vậy là video chia sẻ của tôi thì tiện cũng chia sẻ cho quý vị xem luôn. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Và nếu như anh em yêu mến thì anh em đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác tôi chia sẻ lên. Mục đích chia sẻ video này để anh em biết thêm một cái công dụng của một cái loại rau mà nhiều khi anh em đi rừng mà anh em cũng không có biết cái rau này nó công dụng như thế nào và nó tốt hay không, thì thông qua video này hy vọng anh em biết được một cái công dụng tốt nữa. Bye bye anh em nha.